Xin chào tất cả các bạn, cô chú anh chị đã theo dõi video của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video đi bùa lưới ở sông suối để kiếm cá mùa Covid. Các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Đây là một bờ đê ở suối Tà Rê các bạn. Cá to thì không có, còn cá nhỏ thì rất ok. Chỉ cần mình xiên là sẽ có thức ăn các bạn. Đó, toàn là cá không các bạn ơi. Cá nhỏ nhỏ nó rất là nhiều. Họ đánh bắt cá to của mình thì đánh bắt cá nhỏ để kiếm thức ăn về cho gia đình các bạn. Các bạn hãy dõi theo. Mình cảm ơn các bạn. Đây các bạn, toàn là cá liều tiêu lăng đăng, rất là ok các bạn ơi, nó dính đầy lưới luôn. Đó, các bạn xem đi, đã ơi là đã ơi.
sau một buổi trời mình đi thả lưới với bắt ốc, bây giờ mình đã về thầu tới nhà rồi đấy Quảng ơi. Các bạn hãy xem kết quả nha. Được ra lại cái thau về cái sau cho cái thau để chẳng đói á. Thau rồi chẳng đói, đưa thau vào đây luôn. Đó là cái thau được chẳng, đó sự chẳng đói á. Đây là cá của bạn. Khá là nhiều các bạn ơi. Còn 1 ký á, toàn là cá suối các bạn, cá nhỏ nhỏ đi kho khô, mua Covid đi con chưa bằng nữa. Đem qua đây luôn. Đây là ốc bươu các bạn. Tí nữa mình rửa sạch xong mình luộc. Xong mình khơi ra là rửa sạch với nước muối xong mình xào xả. Là có một bữa ăn rất là tuyệt vời các bạn ơi. Video của mình chắc là xin tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.